Vâng, Thế Giới Từ Xa xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023. Xin kính mời quý vị cùng với Thế Giới Từ Xa đổi món một chút ạ. Vâng, và video ngày hôm nay được quay trên cái tầng mái của shop Thế Giới Từ Xa. Ở đó có một chút bonsai, vâng, một chút bonsai nhỏ. Và ngày hôm nay Thế Giới Từ Xa sẽ giới thiệu quý vị và các bạn tổng hợp 16 mẫu ấm từ xa tầm nhỏ, có nghĩa là ấm dung tích khoảng 3 bát đổ lại thưởng trà thì rất đẹp và phù hợp. Và thưa quý vị, vào những thập niên 1980 thì rộ lên một cái phong trào chơi ấm từ xa tầm nhỏ, và quý vị ở những cái thời kỳ đó thường mang ấm theo mình để thưởng trà mọi nơi mọi lúc. Và ngày hôm nay Thế Giới Từ Xa sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một video tổng hợp 16 mẫu ấm từ xa tầm nhỏ, dung tích khoảng 230ml nước đổ lại, có nghĩa là khoảng 3 bát đổ lại thưởng trà thì rất đẹp và phù hợp. Vâng, đây là một video tổng hợp những mẫu ấm tầm nhỏ dùng để đọc ẩm hoặc 3 bát đổ lại thưởng trà. Và đầu tiên đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm thạch biều chất đất tử lê, dung tích 170ml, giá cũ 850.000, giá mới 550.000, giảm 300, lọc 10 lỗ, rất nhỏ. Tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa chất đất đáy tàu thanh nguyên khoáng dáng ấm trụ sở. Vâng, chiếc này lọc tổ ong 188 lỗ, ấm rất nhỏ mà lại lọc tổ ong. Chiếc này dung tích 160ml và khoảng 2 bát đổ lại thưởng trà hoặc 1 bát độc ẩm thì rất tuyệt vời, 680.000. Tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm dung thiên chất đất hồng bì long nguyên khoáng, mặt bên phải có vẽ khắc sâu vào thân ấm là đào trường thọ và chim sẻ, lộ ra rất nhiều khoáng trên bề mặt. Vâng, quý vị hãy cảm nhận thanh ấm ạ. Lọc 10 lỗ. ml 1.380.000. Tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm thạch biều như ý, họa tiết như ý khắc sâu ở trên ấm cả hai bên bề mặt. Chiếc này lọc 10 lỗ. Vâng, thưa quý vị, quý vị hãy cảm nhận chiếc lúm lắp ạ. Rất cách điệu, rất lạ. 170ml 1.380.000. Tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm thạch biều chất đất nguyên khoáng hồng bì long, mặt bên phải vẽ và đắp nổi một chú cá chép vượt vũ môn, rất đẹp. Vâng, chất này thì rất nhiều khoáng rồi. Lọc 10 lỗ. Ấm của nghệ nhân. Vâng, 210ml 3.2 triệu. Và tiếp theo một loạt những mẫu ấm từ xa dùng để độc ẩm rất nhỏ và đẹp. Một chiếc ấm từ xa dáng ấm Đức Trung chất đất nguyên khoáng đại hồng bào, và nghệ nhân có rắc rất nhiều vàng 24k trên bề mặt ấm, một màu đỏ rực rỡ. Ấm này rất nhỏ quý vị ạ, 100ml 100ml nước thì chỉ được khoảng một chén trà thôi. Vâng, đây là vàng 24k rắc trên bề mặt.
100ml 1.680.000. Tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm xuyết chỉ chất đất hắc lê, và nghệ nhân cũng rắc rất nhiều vàng 24k lên bề mặt. Chiếc này dung tích 130ml và giá là 1.680.000, lọc 10 lỗ, ấm thủ công toàn chế. Và tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm rất đẹp và lạ, đó là dáng ấm Hoài Hương. Đây là bản số 2 về shop thế giới từ xa. Bản số nhất đã theo một bác Việt Kiều ở bên Đức. Vâng, bác mang về Đức để làm một cái phòng trà riêng để thưởng trà. Chiếc này cũng lọc 10 lỗ. Chất đất tiểu môi riêu. Một chất đất khi lung lên nó có một cái độ nhăn nhất định trên bề mặt ấm, và tỷ lệ lung bị vỡ rất là cao. Cho nên đây là một chất đất khá hiếm và rất đẹp. Mặt bên phải vẽ và đắp nổi một bông hoa sen trắng phớt hồng. Bên trái trơn, dáng ấm Hoài Hương, 180ml, 2.160.000. Chiếc này dùng độc ẩm thì tuyệt vời, dáng ấm rất đẹp. Vâng, tiếp theo đó là một chiếc ấm nhỏ tiếp, dáng ấm Cung Xuân. Đối với cái dáng ấm Cung Xuân này thì shop thế giới từ xa đã làm cả một cái video rất hay và ly kỳ về cái dáng ấm này. Đặc biệt chất đất rất nhẹ mà xốp, nhẹ như bông. Thưa quý vị, chiếc này nhỏ nhưng mà cũng lọc 10 lỗ. Lắp là hình một cái cây lấm. Vâng, 180ml, 1.680.000. Tiếp theo đó là một cặp đôi, một cặp đôi rất hoàn hảo. Đó là dùng chất đất Chu Sần nguyên khoáng. Vâng, chất đất đẹp không ạ? Khi để ra ngoài trời thì quý vị sẽ cảm nhận được màu sắc nguyên bản của những chiếc ấm từ xa, bởi vì đây là ánh sáng thực tế ở ngoài trời. Đầu tiên là chiếc ấm dáng phỏng cổ 150ml, 1.880.000. Tiếp theo đó là chiếc ấm dáng thạch biều cũng 150ml và 1.980.000. Khoáng quá quá đẹp và miên man. Và tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm trụ sở trúc, chất đất đáy tàu thanh nguyên khoáng, họa tiết nổi bật đó là một cành trúc khắc sâu vào thân ấm. Bên trái là trơn. Chiếc này thì cái lắp khá là rộng để quý vị và các bạn có thể lấy bã trà ra rất là dễ, và lọc 10 lỗ. Chất đất này thưởng trà cũng rất ngon. Vâng, thưa quý vị, 200ml, 900.000. Và thưa quý vị, tiếp theo đó là một chiếc ấm từ xa dáng ấm trụ sở, chất đất hắc lê nguyên khoáng, họa tiết nổi bật đó là một vẽ và đắp nổi một cái bông sen trắng. Đây là phần đắp nổi và dát vàng, thưa quý vị. Đấy, cái dáng này thì lắp chìm và lọc tổ ong 188 lỗ. Lắp chìm rất khít như tiện CNC. Có những quý vị đã được thưởng thức những chiếc ấm dáng trụ sở nhưng mà chất đất cũ đại hồng bào rồi, thì đây thì sẽ là một cái cặp đôi hoàn hảo. Đây là chất đất hắc lê nguyên khoáng, ấm thủ công toàn chế, quý vị nhé. Vâng, chiếc này 230ml và giá là 3.900.000, đẹp không ạ? Bên trái là chữ thư pháp đắp nổi.
Vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là một bộ ba ấm từ xa dung tích nhỏ. Đẹp không ạ? Đầu tiên là một chiếc ấm từ xa dáng ấm dung thiên. Họa tiết là hoa sen và một đôi chim. Bên trái thì là khắc tên của nghệ nhân và 4 chữ, 5 chữ Hà Đường Nguyệt Sắc. Vâng, 4 chữ. Có nghĩa là hoa sen ở trong hồ. Đây là phần đắp lỗi và dát vàng. Phần mặt bên phải là vẽ và đắp lỗi một cái bông hoa sen và một cái lá sen rất đẹp màu xanh. Đây là phần men pháp lam và vàng 24K. Trông như một bức tranh 3D. Điểm nhấn đương nhiên rồi sẽ là phần bọc vàng ở viền lắp ấm. Chất đất tuyệt vời. Rất nhiều khoáng thưa quý vị. Chiếc tẩy lọc 10 lỗ. Và cả 3 tác phẩm này đều của cùng một nghệ nhân rất nổi tiếng. Vâng. Chiếc ấm dung thiên 180ml và giá là 4,8 triệu. Và nghệ nhân nổi tiếng đó là nghệ nhân Hách Thuyền. Đây ạ. Đây là một nghệ nhân nữ nhưng mà làm ấm rất giỏi với tay nghề rất là cao. Thưa quý vị, đây là bằng nghệ nhân. Hai chiếc còn lại cũng của nghệ nhân Hách Thuyền. Vâng thưa quý vị, và cặp đôi cuối cùng của video ngày thứ tư, những chiếc ấm từ xa độc ẩm rất nhỏ. Đó là một cặp đôi ấm từ xa cùng dám ấm, cùng cái dáng ấm, đó là Long Đán. Họa tiết là một chú hạc bay lên mặt trời. Đây là phần đắp lỗi và dát vàng thủ công. Đây là mặt trời đấy ạ. Và điểm nhấn sẽ là phần bọc vàng đúm lắp và phần đầu của vòi. Và đương nhiên rồi, một chiếc ấm đẹp sẽ là lọc tổ ong 188 lỗ. Dùng rất tốt và không bao giờ bị tắc trả. Đất cũ, chu lê, rất đẹp. Bên trái là phần đắp lỗi và dát vàng, chữ thư pháp. Hai chiếc này, vâng, cả bộ ba này của cùng một nghệ nhân Hách Thuyền ạ. Vâng, đây ạ. Và hai chiếc này là 230ml, giá là 5,8 triệu. Và ở video ngày thứ tư, Shop Thế Giới Từ Xa, quý vị mua một trong ba sản phẩm cuối của video ngày hôm nay. Vâng. Sẽ được tặng một bộ chén. Đây ạ. Bộ chén 4 chiếc. Thiền, trà, ngộ, đạo cũng dát vàng. Đấy. Có đẹp và combo không ạ? Quá đẹp và hoàn hảo thưa quý vị. Quý vị mua một trong ba sản phẩm sẽ được tặng thêm một cái bộ chén này. Và giá không đổi. Vâng, giảm được gần 1 triệu. Bộ chén này gần 1 triệu quý vị ạ. Quý vị sẽ được giảm khoảng gần 1 triệu một trong ba tác phẩm kinh điển này. Vâng thưa quý vị, hôm nay Thế Giới Từ Xa giới thiệu quý vị và các bạn một video tổng hợp 16 mẫu ấm từ xa dùng để độc ẩm hoặc khoảng 3 bát đổ lại thưởng trà thì rất đẹp và ở một quay ở một cái không gian mới. Vâng, rất nhiều cảm xúc, rất nhiều màu xanh thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video. Mọi tư vấn về ấm chén từ xa đẹp độc, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số này 0917 828 186, và chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, cũng là ngày mới, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an nhiên.
Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.